Kính chào quý vị và các bạn, kính mời quý vị và các bạn xem bản tin Bí thư Lê Đức Thọ tham nhũng hay rửa tiền Những ngày gần đây mạng xã hội nóng lên bởi thông tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bố Chính trị xem xét quyết định kỷ luật ông Lê Đức Thọ Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Theo báo Dân Việt hôm 17 tháng 8 Tội trạng cụ thể của ông Thọ là vi phạm nghiêm trọng về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực không đầy đủ không đúng quy định. Và hành vi của ông Thọ là bị đảng quy kết là hành động là hình ảnh làm xấu đến uy tín của đảng và cá nhân. Lê Đức Thọ trên báo Dân Việt Theo giới thạo tin từ Hà Nội cho biết, số dư trong tài khoản ngân hàng của Bí Thư Thọ có trên 3.000 tỷ đồng. Đây là điều khá bất thường, nhất là Bí Thư Thọ không buôn bán, lương tháng chỉ mười mấy triệu đồng, uống cà phê chưa chắc đã đổ, thì khó có thể giải trình số dư khủng này và giải trình ra sao đây chuyện các doanh nhân có hàng ngàn tỷ đồng để mà kinh doanh là điều bình thường thậm chí là điều đáng mừng vì dân giàu thì nước mới mạnh song trên cương vị của một quan chức lãnh đạo cấp cao trong bộ máy của đảng cộng sản việt nam việc bí thư tỉnh ủy bến tre lê đức thọ có hàng ngàn tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và đồn đoán rằng có thể sở hữu hàng ngàn tỷ đồng tiếp tục về giá bất động sản tài sản khác nữa sẽ là điều rất bất thường Điều đáng lo là theo tờ báo Tuổi Trẻ đưa tin vào tháng 7 năm 2021 cho biết, khi trao quyết định bổ nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre cho ông Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương bà Trương Thị Mai đánh giá ông Thọ là lãnh đạo trẻ có năng lực, trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng. Và sau khi nhậm chức, tân bí thư Thọ sẽ phát huy năng lực, dành nhiều tâm huyết cho sự phát triển của tỉnh Bến Tre. Đó cũng là lời bảo chứng cho một lãnh đạo trong sạch. Bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ Vậy mà chỉ hơn 2 năm sau, tài sản của vị lãnh đạo sạch sẽ đó đã có thêm vài ba ngàn tỷ đồng và bản thân chủ nhân không thể giải trình với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Một lãnh đạo cấp cao của Ngân hàng Nhà nước tiết lộ cho Thể báo chấm đề với điều kiện giấu danh cho biết số dư trong tài khoản cá nhân của ông Thọ rất lớn. Khi được hỏi về nguồn gốc của các giao dịch thì ông Thọ đã trả lời quanh co và không thành khẩn. Vẫn theo quan chức này đó là lý do vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương mới kết luận rằng Bí thư Thọ vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Và ông Thọ giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đầy đủ, không đúng quy định. Được biết, Bí thư Thọ khi trước khi được điều động về Bến Tre để nắm giữ cương vị Bí thư tỉnh ủy vào tháng 7 năm 2021 từng có 3 năm làm chủ tịch hội đồng quản trị tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam, tức là Việt Tim Băng. Ông Lê Đức Thọ sinh năm 1970, sống ở Phú Thọ, tốt nghiệp cử nhân kinh tế vào năm 1991 về công tác ở Việt Tín Băng, Phú Thọ và rất nhanh đã nổi lên như một ngôi sao, thăng tiến rất nhanh. Sau đó bằng tiến sĩ quản lý kinh tế cao cấp lý luận chính trị. Vào năm 2010 sau 20 năm công tác, ông Thọ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc Việt Tim Băng. vào năm 2013 được bổ nhiệm làm tránh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để rồi không đầy một năm sau đó, ông trở thành thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Việt Tin Bằng. Đến năm 2018, ông đã lên chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Tình Băng. Sau 3 năm ở cương vị này, đến năm 2021, ông Thọ được vào Trung ương và được điều về làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bến Tre từ tháng 7 năm 2021, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Việt Tình Băng trước khi làm bí thư tỉnh ủy Bến Tre ở Việt Nam, tài sản của quan chức cấp bộ trưởng, thứ trưởng, bí thư hay chủ tịch cấp tỉnh chắc chắn không ai thua ai về mặt tài sản, đó là điều dễ hiểu. Song ông Lê Đức Thọ, một cựu chuyên viên điện toán ngân hàng mà lại để hàng ngàn tỷ đồng trong tài khoản cá nhân thì thật là bất thường và quá chủ quan. Thông thường người ta sẽ chuyển hóa tiền bạc thành vàng, kim cương hay là bất động sản hoặc cổ phần doanh nghiệp được đứng tên người khác. Đáng lo hơn chắc chắn là trong đảng không chỉ có một người như bí thư thọ đó là lý do giới phân tích nghi ngờ rằng khả năng cao số tiền lưu trữ trong tài khoản ngân hàng của bí thư thọ là tiền trung chuyển của một công đoạn rửa tiền giúp cho các đồng chí chưa bị lộ việc làm rõ nguồn gốc số tiền đó là của ai là dòng tiền tham nhũng hay trong quá trình rửa tiền cho sạch không có gì là khó cả bởi nó là tiền chuyển khoản nó là thông tin của người chuyển đến điều đó cho thấy lâu nay việc kê khai tài sản của các đảng viên công chức chủ yếu mang tính hình thức và chỉ nhắm vào thành phần cấp thấp, còn với lãnh đạo cấp cao thì không thể được tính đến. Bởi đến Tổng Bí Thư còn cho rằng kê khai tài sản là điều bất cập vì liên quan đến thông tin cá nhân. Đó cũng là lý do vì sao đến nay chưa từng có quan chức cấp cao nào bị kỷ luật vì kê khai tài sản không trung thực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Lê Đức Thọ tham nhũng hay rửa tiền. Đã lâu mà chưa chính thức làm phó thường trực, Trần Lưu Quang tìm sang Trung Quốc. Ông Trần Lưu Quang kinh qua rất nhiều chức vụ, nhưng chưa có chức vụ nào ông ta ngồi tròn một nhiệm kỳ. Trước phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông ngồi được 4 năm 40 ngày. Trước bí thư tỉnh ủy Tây Ninh, ông ta ngồi được 3 năm 211 ngày. Trước phó bí thư thường trực Thành phố Hồ Chí Minh, ông ta ngồi được 2 năm 66 ngày. Và chức bí thư thành ủy Hải Phòng, ông ta ngồi được có một năm 248 ngày và giờ đây là chức phó thủ tướng ông ta mới ngồi được có 219 ngày ở bất kỳ nơi nào trên thế giới việc đánh giá năng lực của lãnh đạo ít nhất phải trải qua một nhiệm kỳ quản lý đất nước mà chưa hết nhiệm kỳ đã nhảy việc thì đấy không phải là lên chức do năng lực mà là do sắp đặt ông trần lưu quang thuộc nhóm người có lý lịch bất minh tương tự như võ văn thưởng phan văn khải nguyễn thị kim ngân nguyễn tân dũng nông đức mạnh vân vân ông trần lưu quang đi trung quốc ông trần lưu quang vào chính phủ là một trường hợp ông đã vào tay áo ông đang nhắm đến chiếc ghế thủ tướng của ông phạm minh chính nếu đến cuối nhiệm kỳ trần lưu quang lên thủ tướng và vương đình huệ lên tổng bí thư thì xem như phạm minh chính trắng tay cho nên phạm minh chính cũng cần lưu ý đến cấp phó của mình hình thức bên ngoài thì là phụ tá nhưng bên trong lại đang tìm cách đoạt ngồi ông trần lưu quang được quy hoạch thay cho ông phạm bình minh trên thực tế, nhiệm vụ của quyền hạn của ông Trần Lưu Quang là Phó thường tướng thường trực nhưng vẫn chưa được công bố chính thức. Để được chính thức làm Phó Thủ tướng thường trực thì cần phải vào Bộ Chính trị trước đã. Lẽ ra vào hồi cuối tháng 5 vừa qua, khi diễn ra hội nghị Trung ương lần thứ 7 thì Trung ương Đảng sẽ bầu bổ sung người vào Bộ Chính trị. Nhưng do các bên răng co không ngã ngũ nên Trần Lưu Quang chưa thể được bầu bổ sung. Hơn ai hết, ông Phạm Minh Chính cũng ý thức rằng nếu để Trần Lưu Quang tiến lên một bước thì ông lại khó khăn hơn một ít. Và có lẽ bản thân ông Trần Lưu Quang cũng có ý thức được việc bầu bổ sung vào Bộ Chính trị và được chính thức thực thừa nhận là Phó Thủ tướng thường trực nó sẽ mang tính sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông ta. Và câu hỏi đặt ra là vậy nước cờ của ông Trần Lưu Quang là gì vậy? Ông Trần Lưu Quang và ông Vương Nghị của Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 8, nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Lưu Quang sang Vân Nam gặp ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc ông trần lưu quang là phó thủ tướng phụ trách ngoại giao tuy nhiên việc gặp bộ trưởng bộ ngoại giao của trung quốc thì cần cử người đồng cấp với vương nghị là bùi thanh sơn chứ sao lại để ông trần lưu quang đi ông trần lưu quang đang tìm kế thế lực đỡ đầu để mà vào bộ chính trị để chính thức trở thành phó thủ tướng thường trực điều đó thì đã quá rõ tuy nhiên ông phạm minh chính là người rất giỏi đọc trận đấu nên việc tiến lên ghế phó thủ tướng thường trực của ông trần lưu quang cũng gặp trục trặc không hề nhỏ và liệu rằng sau chuyến đi tàu lần này về, tước hiệu chính thức trong Trần Lưu Quang có được ban cho hay không thì vẫn phải chờ. trò chơi chính trị ở chính trường rắc rối, không phải cứ đi cầu viện binh là sẽ đạt được mong muốn. mặc dù trước đây ông tổng bí thư đã làm điều đó thành công. ông phạm minh chính đang bị kẹp giữa hai gọng kìm vương đình huệ và trần lưu quang. ngoại giao giữa việt nam với trung quốc là ngoại giao giữa hai đảng chứ không phải là ngoại giao giữa hai nhà nước đảng đứng trên đầu nhà nước nên việc các đại diện ngoại giao của việt nam đi công du là mang theo thông điệp của đảng để mà trao đổi vấn đề là ông trần lưu quang mang theo thông điệp gì của ông nguyễn phú trọng để trao đổi với bên trung quốc và ông Nghị đem theo mệnh lệnh gì của ông tập cận bình để mà dặn dò truyền đạt lại trong trần lưu quang đã lên đến phó thủ tướng nhưng trần lưu quang thì ắt có tham vọng làm thủ tướng trần lưu quang là ngôi sao đang lên thế lực đỡ đầu cho Trần Lưu Quang muốn ông ta xoán ngôi Phạm Minh Chính. mỗi tấn công từ Trần Lưu Quang, mỗi tấn công từ Vương Đình Huệ cùng lúc chĩa vào Phạm Minh Chính thì đúng là đòn hiểm. Chúng ta hãy cùng chờ xem kết quả sau đó sẽ ra sao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin đã lâu mà chưa chính thức làm phó thường trực Trần Lưu Quang tìm sang Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.